Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Tranh thủ buổi trưa hôm nay em xin phép được review và giới thiệu giao lưu với mọi người bốn cái đôn chắc dây Canon 3, hàng chun sụn cực đẹp luôn. Đấy, hàng chun chớp này các bác này, phê luôn các bác nhé. Đây mới lót có một nước à. Đấy, bốn cái này đều cao 41 hết các bác nhé, mặt thì có vá. Rồi đo mặt từng cái một đây. Một cái này, cái đây là mặt một chiều 36 này. Một chiều 36, một chiều 26 này. Đấy, cao là 41, còn ngang. Ngang phần ngang phần đế đây là được 60 các bác nhé. Ngang từ đây qua đây 60. Có chắc tí này. Chụt chụt cực đẹp luôn này. Phê lắm. Quá đẹp, hàng lót một nước các bác nhé. Rồi ok, cái thứ hai cũng cao 41 này. Vân chun chớp này, hàng này lót đều một nước hết. Mặt thì chỗ chiều ngang đây được 30. Chiều dọc đây là được 36 và chỗ hẹp đây thì được 23. Xoay tròn. Cực đẹp luôn. Đấy, con mặt này có lũa các bác nhé. Rồi tiếp. Đấy, tiếp đi. Rồi ok, đấy, chụp chưa có này. Hàng mới lót một nước các bác nhé. Rồi ok, sang cái thứ ba này. Cái thứ ba này cũng cao 41, cái này dáng hơi bị phiêu luôn. Cái này một chiều được 30. Chiều này cũng 27. Ok. Chụp chưa có này. Rồi xoay vào này. Quá đẹp, tiếp đi. Ui chùn, quá đẹp luôn này. Rồi tiếp. Đây là em rửa cho nó, cái bụi nó sạch sẽ đây quá nhá. Dáng cực đẹp, kê tượng ngồi ngồi uống trà đều ok. Rồi ok. Rồi cái thứ tư nhá. Cái thứ tư đây thì cũng đều cao 41. Mặt đây là được 27 này. 27, 25. Đấy, cũng cao 41 hết. Chân thì vững luôn các bác nhé, hàng nói chung là chân tay càng vững, ngồi kê tượng đều ok. Hàng chắc dây, cái loại chắc dây mà để ra được đôn này là khó kiếm đấy các bác. Vân nó quá đẹp này, mới lót có một nước này. Đây chị bạn nhìn này, thật sự là quá đẹp. Quá VIP luôn này, chùn trước. Rồi dạ vâng, anh chị bạn nào mà thiện chí thì liên hệ em số điện thoại là 0338 918 991 nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nghiền cái vân luôn. Chụp chưa kinh khủng. Này bêu lên thì nó quá VIP rồi. Bêu lên vân nó quá đẳng cấp luôn.